Hello anh em nha, mình là Hưng Hói đây. Hôm nay đổi gió qua Fortnite chút anh em nhé. Phải nói trò này là một trong những cái game tôi thích chơi nhất anh em ạ. Từ trước đến nay để mà xếp hạng thì có lẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ, sau đó đến cái trò này. Đương nhiên là Gunny cũng là đam mê từ ngày xưa thôi. Bây giờ nó cũng giúp tôi có thu nhập anh em ạ, cũng ổn. Cơ mà không thể lúc nào cũng cắm mặt vào Gunny được anh em ạ, điên đầu mất. Hôm nay thì mình làm một cái video để hướng dẫn anh em chơi cái trò này nhé anh em. Những cái cơ bản nhất và quan trọng nhất đối với anh em tân thủ. Ngoài ra thì chúng ta cùng xem khi mà Fortnite bây giờ đã có chế độ bỏ xây anh em ạ, Zero Build, thì nó có đáng chơi không. Song song hai chế độ, cái chế độ màu cam này là bỏ xây này anh em này. Đó. Hồi xưa thì game này nó rất là khó, đặc biệt là Việt Nam mình ấy, không hợp với cái kiểu chơi dùng quá nhiều tay trái anh em ạ. Chắc là người Việt Nam thì thuận tay phải hơn. Ngày xưa đấu tay trái là chính, chứ không mấy ai đấu súng. Bây giờ thì mà lúc tay phải lên tiếng này anh em này. Rồi, không liên thiên nữa. Thì cái game Fortnite này anh em có thể tải miễn phí qua Epic Game anh em nhé. Tải Epic Game trên mạng về. Có thể đăng nhập qua Gmail, sau đó là vào Store tải về anh em nhé, miễn phí thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngó qua những cái setting. Cái này cũng rất là quan trọng anh em ạ, ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả anh em chơi game, cũng như là dễ nhìn hay là không. Thì mình sẽ lướt qua nhanh một lượt nha các bạn nhé. Cái gì quan trọng thì mình mới nói. Anh em thấy nhanh quá anh em có thể pause giúp mình. Nhớ tắt cái DLSS này để có thể tăng độ phân giải lên 100%. Nếu không nó sẽ rất là mờ. Đối với game này ấy, thì các bạn nên tắt shadow đi, để nó đổ bóng nó sẽ khó nhìn anh em ạ. Nhiều góc tối khó nhìn lắm. Đấy. Chi tiết mình chỉ để là mức trung bình thôi, để cao thì chắc là tốt đâu. Game này tôi thấy cái vi sinh này hoạt động rất là kém này. Tắt bá đi nhanh anh em ạ. Rồi. Cái mục này cũng quan trọng đây. Server các thứ. Nhưng mà quan trọng nhất là hai cái này. Tự động xếp những cái đồ mà dùng được qua bên phải, tức là như là máu, mana, anh em hiểu không? À nhầm. Ừ thì gọi mana cũng được, cũng giống kiểu đấy. Máu và giáp nó tự xếp qua bên phải. Ngoài ra nó còn cái bên trên nữa. Tức là anh em xét sẵn slot cho súng gì mà nhặt vào ấy, nó sẽ vào vị trí nào luôn cho anh em, rất là tiện luôn. Thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đây tôi để là shotgun SMG này, rifle này, snipe này, rồi đồ tiêu dùng, đồ tiêu thụ, ok chưa? Đó. Nói mấy cái quan trọng thôi. Đấy. Phần hút này thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Phần này bỏ qua này. Còn bàn phím thì anh em để ý một chút về cái độ nhạy giúp tôi. Các bạn nên cài cái độ nhạy ngắm và scope. Game này thì nhiều súng sẽ không có cái ngắm to, nó chỉ có ngắm ruồi thôi. Ngắm thì nó sẽ to lên một tí với cả dễ bắn hơn. Các bạn nên cài cái độ nhạy này cao hơn, độ nhạy kia một chút anh em ạ, thì sẽ dễ. Chứ để hai cái vừa bằng nhau vừa cao ấy thì lúc quay bình thường nhìn chóng vào mặt anh em ạ. Đây là lời khuyên chân thành của tôi. Phần tay cầm bỏ qua nhé. Âm thanh thì chỉ có cái voice chat thôi. Đây, mở voice chat này. Kênh voice chat là party này, tức là cùng đội. Đấy, mở mic này, không phải giữ nút nữa, được chưa anh em? Đầu vào đầu ra của âm thanh thì anh em có thể chọn thiết bị đúng của các bạn. Đây cũng là một phần rất là quan trọng đây. Phím. Anh em mà thấy nhanh quá anh em chịu khó tạm dừng nhé. Mấy cái này tôi không muốn làm mất thời gian nhiều của anh em. Cứ cài theo đi rồi anh em sẽ hiểu tại sao tôi cài như thế. Tự động chạy là cắp lắp này, ngồi là C này. Đây, cái slot súng thì tôi để cái số 4, tức là cái súng snipe ấy, vừa nãy tôi cài cái kia ấy. Z thì nó đỡ phải ấn đến cái số 6 anh em ạ. Ấn tận số 6 nó sao lắm. Nếu các bạn muốn thử sức trong chế độ xây dựng thì có thể tham khảo qua cái cài này. Ví dụ như Q là tường, X là nền, F là cầu thang, còn V là cái mái anh em nhé. Edit thì dùng nút G, tức là mở cửa sổ hay là mở cửa cho cái công trình ấy. Mấy cái này các bạn phải xây các bạn mới biết được. Biểu cảm đây. Cái này cũng rất quan trọng nha anh em. Mở chuột ra để anh em kéo thay đổi vị trí của súng nhanh, tức là chỉ cần giữ nếp an thôi. Chứ nếu các bạn mà mở hẳn túi ra ấy, làm lúc người ta lại bắn các bạn lủng rồi. Giữ cái này kéo nhanh rồi thả ra là xong anh em ạ. À thế à. Bản đồ đây. Mở túi hẳn là cam chôn. Đó.
Ok, còn những cái mà phương tiện bên dưới thì mình không thay đổi gì hết anh em ạ. Mấy cái đấy nó không quan trọng. Xong nhá. Bỏ qua phần này luôn này. Cái mục cuối nó chỉ có tí chú ý thôi, là anh em muốn ẩn tên mình hay là tên người chơi khác không. Cái này là ẩn tên mình, còn cái này là other play name mình này, là người chơi khác nha anh em. Được chưa? Đấy, setting nó chỉ có vậy thôi. Giờ thì chiến nào. Để coi bỏ xây em có đáng chơi không. Trở lại mình sẽ qua cái khu này đi. Sau khi rời khỏi xe buýt ấn space ấy, thì anh em nên giữ nút đúp một chút, sau đó ấn cấp lock để nó auto run thì nhảy dù nó sẽ mượt anh em ạ. Cấp lock luôn nó bị giật chậm chậm. Rồi để coi trở lại tôi có được vương miện tiếp không anh em nhé. Giờ thì lúc mới chơi nó cũng cho anh em đối thủ dễ nhằn thôi, không khó mấy. Lúc đập bằng cuốc này thì anh em đập vào những cái điểm yếu sẽ vỡ nhanh hơn. Cái này là cái kiếm này này, mà tôi không thích chơi cái đồ cận chiến đấy. Giả có bên dưới. Ngồi gì nữa các bạn ơi. Ngoài lại cũng có người đông thế. Chết ra hết đạn rồi. Hết đạn rồi, á đù. Dở, đang bắn hết đạn lên đùa. Có súng với bạn ơi, bắn gì nữa. Tôi chơi một hổ báo lắm anh em. Bắn thì chả ra gì đâu, nhưng mà tôi được cái hổ báo lắm. Giới thiệu anh em khẩu MK7. Còn lại thì đam hơi bé anh em ạ, nhưng mà được cái quay con ngắm xấy nhanh. Nó bắn gần như là khẩu SMG, cũng như là rifle. Chẳng qua nó bắn xa hơn tí thôi. Xịt máu đây này. Ra lúc đầu anh em không nên hổ báo quá, nên lút tí máu tí giáp. Đặc biệt là lúc đầu các bạn mới vào đã lên được giáp rồi ấy, thì bắn nhau sẽ có lợi. Người ta có 100 điểm mà, mình 200 điểm mới bắn đương nhiên là phải dễ hơn rồi. Lên. Anh em cài như vậy thì lúc đầu anh em nhặt đồ ấy là nó tự xếp. Nó tự xếp súng đúng vị trí, anh em quen tay bắn nó sẽ dễ. Đầu đa số tới lút nhẹ nhẹ tí đầu rồi không tới bắn nhau luôn anh em. Máu. Các bạn thấy không? Đam nó rất là bé. Được cái bắn nhanh thôi. Đây là một khẩu shotgun đầu game anh em nên tập dùng này. Mới chơi ấy, nên tập dùng thì mới đúng. Cụ lại đông nhờ, chưa gì đã 5 kill rồi. Vì khẩu là shotgun này nó bắn nhanh. Vì sao thì các bạn nên tập bắn khẩu pump. Khẩu đấy bắn nó đau hơn. Nó combo với SMG mới là chuẩn. Tức là bắn shotgun nó sẽ delay đạn anh em ạ. Chứ hai viên nó phải chờ tí. Cho nên là giữa cái khoảng chờ đấy là bắn shotgun cái chúng ta rút SMG luôn. Thì cận chiến nó mới ok. Không biết khu này có clear chưa. Lắm lúc người ta nghe tiếng súng người ta chạy qua rồi. Không biết anh em để ý không, như vừa lấy là bắn nhau ấy, nó sẽ có cái tiếng đỏ đỏ. Nó có chấm đỏ đỏ ở trên cái thanh hướng. Mà lắm lúc tôi cứ nhìn về cái thanh thì tôi cũng chả cần nghe anh em ạ. Âm thanh game này không quan trọng mấy đâu, quan trọng các bạn xử lý chính xác thôi. Á các ông kìa. Thank you.
các bạn thấy không? Khẩu này thì anh em chưa thấy cái tác dụng của combo shotgun với cả SMG. Khẩu pump nó chốt phát trăm mấy đam. Cơ mà lắm lúc trăm mấy đam thật cơ mà. Lúc anh em chờ delay ý, người ta đã xử anh em xong rồi. Nên là bắn một cái là rút SMG ngay. Đây, đây mới là súng rifle tôi khuyên anh em nên dùng này. Khẩu này là co ngắm bắn xa. Anh em ạ. Bắn cũng ổn định cơ. Bắn xa được mà nó lại... Không chỉ bắn xa mà nó lại còn đau. Bắn chích phát với mấy viên liền. Đang chạy thì anh em có thể giữ C nhé, để trượt. Chắc là tôi đi thôi. Nhờ muốn nhập nút. Lên xe mà muốn tắt radio thì nút R anh em nhé. Luôn á. Bót thì sao ấy. Phải đổi khẩu này vậy. Nó là khẩu lam mà. Như tôi đã nói, tôi ưu tiên bắn khẩu pump hơn là khẩu drum. Bắn đâu xa đấy nhỉ. Đấy, bắt đầu nghe tiếng rồi đấy. À đây. Cá à? Thế tưởng thằng nào? Có người thật kìa. Một ông mới lên bảng xong. Là PC à? Đúng lại là PC hai người. Chưa kịp SMG đã chết rồi. Các bạn thấy uy lực của khẩu pump không? Pump bắn gần đau lắm anh em ạ. Tuy là cái súng này bắt buộc phải bắn gần, nhưng mà đã bắn gần rồi thì cứ trăm mấy đam kinh lắm. Thôi lên đường thôi. Đây rồi. Cứ chấm đỏ là ta phi tới anh em ạ. Không có gì để xoắn cả. Đúng lắm, chết chơi trận mới. Mạnh mẽ lên, bạo lên. À, thấy rồi, tôi thấy rồi. Ngày xưa cái xe này bá lắm, khúc đau lắm. Bây giờ tôi thấy khúc yếu đi rồi. Như bị game làm cho nớp đi rồi. Rồi, chạy hồn nhiên vậy. Ok. Chúng mình giật thế. Thôi được rồi. Hơi loạn. Quả lại hơi cả cúng. Gì đấy. Thôi bạn, được rồi bạn. À thế rồi, tôi thấy rồi. Muốn slip tí cho đẹp mắt anh em ạ. Nhưng mà không được rồi. Có vẻ hơi fail. Tội gì mình khiêm bảy lên nhỉ. Cái máu tôi cầm cũng là một loại ngon ấy, vì cái đấy là hồi nhanh. Cùng bát tiện. Thì ông trốn ở đâu sao? What the hell?
mất một kill phí của giời. Hình như mới chơi có boss sao anh em ạ. Đấy là như vậy đấy, hình như chặn lại 11 kill à. Ok thì giới thiệu qua qua anh em cách chơi như thế anh em ạ. Nói chung là cái trò này ấy, thứ nhất là di chuyển thông minh, thứ hai là xử lý chính xác anh em ạ, thế thôi. Chứ nó không quan trọng là chiếm nhà xong ngồi kê nhau như nào đâu anh em ạ. Đấy không phải Fortnite. Cái Fortnite thì nhịp độ nó nhanh hơn, mãnh liệt hơn, combat liên tục anh em ạ. Cơ mà nó sướng, phải nói là bỏ xây chơi sướng. Đấy thì hôm nay mình đã giới thiệu với anh em cách chơi cơ bản, đặc biệt là đối với chế độ Zero Build, bỏ xây của Fortnite rồi. Còn câu trả lời thì anh em thấy có đáng chơi hay là không, anh em comment ở dưới cho mình biết nha. Và đừng quên bỏ ra vài giây ủng hộ Hưng Hói bằng cách cho mình xin một like, một sub nha anh em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Thôi, bye bye anh em.